Từ búp bê đầu to và hình ảnh những đứa trẻ đầu to được xuất hiện nhiều trên các tờ báo và các trang mạng gần đây. Các bác sĩ cho rằng đó là một trong những hậu quả khi các bậc cha mẹ cho con uống loại sữa có tên gọi là bay an miễn, bội an mẫn. Sau một thời gian dài uống thì trẻ xuất hiện các vết ban đỏ, đầu to, trán vô ra, cũng như một loạt các biểu hiện bất thường về thể chất. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn cho rằng đây không phải là sữa công thức, mà nó chỉ là một loại thức uống dạng đặc bổ sung protein. Nếu cho con uống lâu dài như sữa, sẽ gây ra một số bệnh nghiêm trọng ở trẻ. Nhiều phụ huynh kể lại khi tìm mua loại sữa đặc biệt cho con, đã được nhân viên tại chuỗi cửa hàng Ái Anh Phường giới thiệu Pay An Miễn, bội an mẫn, và quảng cáo đây là loại sữa y tế đặc biệt, sữa bột bán chạy nhất cho trẻ bị dị ứng sữa. Một lon 400 gram với giá bán gần 300 nhân dân tệ, tương đương 1 triệu đồng. Một phụ huynh cho con uống 89 lon trong 2 năm cho biết, con thường bị ho, chàm và hay vỗ đầu. Các cửa hàng bị phản ánh thì đẩy trách nhiệm cho công ty sản xuất là Wayproc. Công ty này cho biết đã ngừng sản xuất Pay An Miễn, bội an mẫn từ giữa năm 2019. Hồi tháng 3 vừa rồi, phụ huynh cũng ở huyện Vĩnh Hưng đã tố cáo các bác sĩ cấu kết với bên ngoài bán loại sữa bột y tế đặc biệt Su ở tai, khiến cho con em họ bị suy dinh dưỡng, đầu to và suy tạng. Cơ quan chức năng tỉnh Hồ Nam đang đẩy mạnh điều tra vụ việc, cam kết sẽ trừng trị nghiêm khắc đơn vị liên quan. Hơn 50 triệu lượt đọc trên nền tảng Sina Weibo chỉ trong 2 ngày về các bài viết liên quan. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình trước sự làm ăn khuất tất của doanh nghiệp, cũng như là lương tâm của người bán. Nhưng cũng không ít người trách các bậc phụ huynh là kém hiểu biết về sữa. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.